Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đại biểu tham dự hội nghị tại 63 tỉnh thành trong cả nước đã được quán triệt thông báo số 16 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và quyết định số 70 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, quyết định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và kết luận số 39 về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, hiện nay Bộ Chính trị đã có 10 văn bản quy định đối với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, trong đó kết luận 40 ngày 18 tháng 7 năm 2022 dựa trên thực tế về vấn đề quản lý biên chế, Bộ Chính trị quyết định tiếp tục giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2026. Tinh giản biên chế không phải quá trình tinh giản về số lượng mà phải nâng cao về chất lượng, hiệu quả công việc, phải chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, vượt quá số lượng cho phép.